mày bắt cháu mình chơi trốn tìm nhá. Ôi nó nặng quá. Để con nhắm mắt đi à, bọn con trốn. À, bắt nhắm mắt xong rồi để hai giờ đi trốn nhá. Trốn ở đây. Bắt nhắm mắt mà. Xong chưa? Bây giờ đi tìm hai đứa nó nhá, không biết hai đứa nó ở đâu này. Alo, tìm được à, sẽ bị thơm 10 cái đấy, trốn cho kỹ vào nhá. Đâu ấy nhỉ? Có hai con chuột ở đây này. Thỏm vào đây đi chuột con. Chết rồi. Đâu? Nào. Mau lên, ra nào. Tìm được nó rồi, thế là nó sẽ bị thơm. Còn chị... ai tìm con trước nhà phải thơm trước. Con mít tìm sau con. Giống con mít thế nhỉ? Hello. Ai đấy hả Min? Con mít hay không? Con là con mít đúng không? Con mít nè. Con mít nè, con mít. Ờ, đây, con mít đây. Ô tính con vào cho nhìn. Mình nè, mình có cái này này. Chưa. Đây là cậu bé. Còn đây nha. Hello Kitty. Sợ mọi người không nhìn thấy đâu. Mình chỉ nhìn cậu. Nhìn này không? Trời ơi. Đấy, rất cụ tè luôn nha. Ồ, cụ tè ơi là cụ tè nhỉ. Cái này có nhấp nhảy được cơ. Nhấp nhảy được à? Đây là chỉ cần đập đó nhấp nhảy tay. Chế ạ, nhiều chế. Cô ta của bố chứ. Minh này. Anh với chị. Em ăn nữa. Ê, cho em quả thịt nữa. Nhưng mà từ chua xong thì nữa ăn thì đâu không à. Hai đứa này ăn hết phần okay. Ấn mạnh vào xong rồi Min miêu đây cái nhớ này nhớ này em biết chụp ảnh nên bị cặp vào con đó. Chỉ nữa bác đang quay mà. Đấy là miêu ăn đi. Từ rồi đi mơ luôn. Một thì bác biết cho bộ hai người nhá. Còn mình hả theo, hả theo tay rồi. Thế à? Ui thế à? Thế thì chị phải thay đồ bơi chứ. Đi mau lên. Ôi nhưng mà nắng nhỉ.
Ồ sao? Bà mi tự làm chắc luôn. Sao con biết đấy? Về quá. Rồi nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Hát nữa. Ơ, ơ, thế lúc nãy con bấm à? Hả? Hay là mình không bấm rồi? Con bấm. Sập úi dồi rồi. Lắc lư, lắc lư. Nhưng mà là kìa. Xa xăm về đây em sống không vui nên em mới quay về thăm. Trời ơi thương em quá em ơi, tôi mong em mãi yên vui và sống được trăm trăm năm nha. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn, nhiều ngày trôi nằm ôm gối. Thế những người có đau hay người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái.